Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ dẫn các bạn đi tham quan một khu nhà triệu đô ở Louisiana. Hồi xưa khi chưa đến Louisiana, Uyên Quỳnh nghĩ rằng ở Louisiana là một tiểu bang nghèo, không có những khu nhà đẹp và không có những khu nhà triệu đô. Nhưng Uyên Quỳnh đã sai, vì ở tiểu bang nào cũng vậy, cũng có người giàu và người nghèo, cũng có những khu nhà triệu đô và cũng có những khu nhà ổ chuột. Thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ dẫn các bạn tham quan những khu nhà triệu đô ở Louisiana. Và sau đó nếu mà có dịp thì Uyên Quỳnh sẽ dẫn các bạn đi tham quan những khu nhà nghèo ở Louisiana. Thì Uyên Quỳnh mong rằng những video của Uyên Quỳnh sẽ mang lại những hữu ích, như là những khám phá về cuộc sống của người dân Việt ở Mỹ như thế nào, những khu nhà ở Mỹ ra sao, cho các bạn, để các bạn ở Việt Nam hiểu biết được thêm nhiều điều tốt, nhiều điều đẹp về nước Mỹ, và cũng như những điều chưa tốt, những điều chưa đẹp về nước Mỹ. Thì Uyên Quỳnh sẽ cùng các bạn khám phá nước Mỹ như thế nào, sẽ giới thiệu đến các bạn những gì xinh đẹp, những gì chưa đẹp của nước Mỹ. Nào, xin mời các bạn cùng theo chân Uyên Quỳnh để tham quan những khu nhà triệu đô ở Louisiana nhé. Xin mời. Trên con đường này, con đường dẫn đến những khu nhà triệu đô á, thì hai bên đường cũng là những khu nhà rất là đắt tiền đó các bạn. Ở trên con đường này có hai căn nhà bán và một căn nhà nhỏ một chút á, là giá 875.000 rồi, và diện tích có 3.650 square feet và có 3 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, build năm 2014. Và một căn nhà lớn hơn bán 975.000, có 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm và diện tích là 5.791 square feet, build năm 95. Và căn nhà chúng ta đang nhìn thấy đây là giá bán của họ cũng là triệu mấy một căn rồi đó các bạn. Những khu này, hai bên đường này, nhà thật là đẹp và giá cả thì cũng rất là cao. Mình nghĩ là nhà ở bên đây thì sẽ rẻ hơn Florida, nhưng mà không, mình nghĩ cái khu này, mình nghĩ là cái khu này thì so với Florida thì đắt đỏ hơn rồi đó các bạn ạ. Tại vì á, nếu mà nhà một triệu mấy, khoảng một triệu mấy ở Florida thì nhà rất là đẹp, rất là sang chảnh đó các bạn. Khu này là khu nhà mới đây. Họ đang view rất là nhiều. Wow, căn nhà này thật là đẹp quá. Đẹp vô cùng. I like it. Đây là những người cắt cỏ, họ tới họ cắt cỏ cho những ngôi nhà này. Đây vẫn còn những khoảng đất trống, họ đang build nhà ở đây. Đây là các bạn, đây là một căn nữa. Đây một căn này rất là đẹp. Căn nhà rất là đẹp. Những căn nhà như thế này khoảng một triệu mấy đô đó các bạn. Căn nhà ở đây rất là đẹp luôn các bạn. I like it. Nhưng mà rất là mắc. Mình mới gặp chủ nhà, ông chủ đất ở đây, họ nói là ở đằng kia ông có một căn nhà mới rất là đẹp ở đằng kia. Họ nghĩ là đây khu nhà rất là đẹp.
đẹp quá. Ở phía trước của mình là một căn nhà cũng mới, cũng rất là đẹp. Căn nhà mình rất là đẹp đó các bạn, nhưng mà giá thì mắc quá. Đây một căn đang build. Đây là ông chủ đất, ông mới nói là căn nhà này đang build, cũng rất là đẹp. Mình không nghĩ là ở Louisiana lại có những khu nhà đẹp như thế này. Đó là một sai lầm của mình đó các bạn. Đây cũng là một khu mới nên các bạn, khu nhà ở đây cũng cả triệu đô đây, khu nhà thật là đẹp. Họ đang thuê người cắt cỏ. Khu nhà rất là đẹp các bạn, rất là rộng. Căn nhà ở phía trước này thì họ cũng đang kêu bán đó các bạn. Và giá bán là 1,4 triệu, với diện tích là 5.500 square feet và 4 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm, trả trong vòng 30 năm và một tháng trả 4.984 đồng và down 280 đó các bạn. Trong khu nhà này thì mình nghĩ giá thấp nhất chắc cũng khoảng 800 mấy trở lên đó. Vì những khu nhà này mình thấy rất là rộng, rất là đẹp. Dài ở trong khúc này thì mình nghĩ nhà 1,5 triệu thôi. Còn đi ra ngoài phía bên kia một chút xíu thì có thể là khoảng 800 mấy trở lên. Những căn nhà chúng ta vừa thấy đó thật là lộng lẫy và nguy nga tráng lệ ha các bạn. Thật là đẹp, thật là sang chảnh ha. Các bạn thấy không? Thường những căn nhà như thế này á thì đất rất là rộng. Ở phía trước một khoảng thật là rộng để chúng ta trồng hoa. Và ở phía sau á thì cũng đất rất là rộng, chúng ta có thể trồng nhiều cây ăn trái. Và bên hông gara chúng ta có thể xây thêm một nơi để du thuyền đó các bạn. Ở đây có rất nhiều nhà có du thuyền và họ xây thêm một nhà nhỏ bên hông nữa để những chiếc du thuyền của họ tới mùa hè họ có thể dẫn gia đình con cái đi chơi du thuyền. Rất là đẹp đó các bạn. Đây là khu nhà mới build đó các bạn. Năm 2020 khu nhà mới toanh luôn đó các bạn à. Đúng là những căn nhà mơ ước ha các bạn. Khu nhà này là giấc mơ của nhiều người đó. Ở Mỹ này họ thích những căn nhà trệt hơn là những căn nhà lầu, bởi vậy họ build những căn nhà trệt nhiều hơn. Nhưng mà người Việt Nam mình đó thì thường thường thích nhà lầu, tại vì nhà trệt thì trông nó thấp quá. Người Việt Nam mình thích nhà lầu, nhà cao, cửa rộng. Đây nè các bạn, đây là một căn đang build nữa. Đẹp, khu nhà triệu đô đây.
đây cũng có những căn nhà bên kia. Và sau vài phút chia sẻ cùng các bạn những khu nhà đẹp, những khu nhà triệu đô, những khu nhà thật là sang trọng ở Louisiana, thì Uyên Quỳnh hy vọng sẽ giúp cho các bạn mở rộng tầm nhìn. Những bạn ở Việt Nam chưa từng hiểu nước Mỹ như thế nào thì sẽ có cơ hội được hiểu thêm về nước Mỹ. Uyên Quỳnh hy vọng là có những thời gian Uyên Quỳnh sẽ quay những clip những khu nhà giá rẻ, những khu nhà của người nghèo thu nhập thấp cho các bạn xem. Ở 50 tiểu bang của nước Mỹ, ở tiểu bang nào cũng vậy, cũng có những khu giàu và cũng có những khu nghèo, có những khu của sống, cuộc sống của những người giàu có, họ sống thật là đẹp, khu nhà thật là đẹp, thật là sang trọng. Thì cũng có những khu những người nghèo ở, họ khu của những người thu nhập thấp, họ mới qua hoặc là những công việc họ làm những công việc không có làm ra nhiều tiền, thì ở những khu nhà ít tiền hơn, những khu nhà giá thấp hơn, nhưng mà những khu nhà đó cũng đẹp, không được đẹp như những khu nhà triệu đô, nhưng mà cũng sạch sẽ, khang trang, đẹp so với số tiền của họ. Thì hy vọng rằng Uyên Quỳnh sẽ có thời gian quay những căn nhà như thế, cho những khu nhà như thế cho các bạn xem. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Uyên Quỳnh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ kênh của Uyên Quỳnh, vui lòng bấm like, bấm subscribe và share nếu các bạn cảm thấy thích video của Uyên Quỳnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.